Anh đang về thì anh? Anh đang kiểm hàng vừa về em ạ. Sao này nhà mình nhập nhiều máy lọc nước của Chiêu thì anh? Cái này là nó lãi suất nhiều hơn khác Thực ra thì không phải là chim yêu mình nhập nhiều đâu Mà tất cả các cái thương hiệu mình đều nhập nhiều Có các em không để ý thôi Tại vì chỉ có thể nhập một đơn hàng lớn Thì chúng ta mới được cái giá tốt Để chúng ta bán cho khách Và đấy chính là lý do Mà chúng ta dám cam kết với khách Là bao giá toàn quốc Chứ còn nếu mà mỗi một lần em để ý mà xem mình mà đi lấy một cái máy Chimion hoặc một cái máy Levrac hay là một cái máy Panasonic mà để bán cho khách thì chúng ta sẽ phải mua với một cái mức giá rất là cao. Đấy và Chimion cũng như vậy, chúng ta sẽ nhập một cái đơn hàng lớn để chúng ta có một cái giá chiết khấu tốt nhất của hãng để chúng ta bán cho khách để cạnh tranh với giá ở trên thị trường. Còn vấn đề em hỏi anh là lãi lãi nhiều hay là lãi ít ấy thì khi chúng ta bán hàng chúng ta sẽ có nhiều cái lãi. Cái lãi đầu tiên là chúng ta có thể lãi tiền. Đúng không ạ? Cái lãi thứ hai là chúng ta có thể lãi khách hay còn gọi là lãi tình cảm đấy. Thì cái thương hiệu chim yêu này lãi tiền thì không phải lãi không được nhiều hơn các cái thương hiệu khác. Và cụ thể luôn là nếu mà để mà so sánh cái lợi nhuận của chim yêu với lại Livalac thì chắc chắn rồi, chúng ta bán Livalac cái lợi nhuận sẽ cao hơn. Tại vì thằng Livalac ấy nó đang bán theo hình thức đa cấp. Thế nên nó để cho các cái cấp dưới lợi nhuận rất là cao để bán cái thương hiệu của nó. Còn thằng chim yêu này thì là một thương hiệu duy nhất được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Và tất nhiên rồi chúng ta bán hàng của hãng Hãng phân phối, hãng bảo hành Thì làm sao mà chúng ta đòi được lãi cao như là cái thương hiệu mà chúng ta sách tay về Sách tay về có nghĩa là chúng ta làm tất ăn cả Chúng ta bán, chúng ta tự bảo hành, tự bán, tự lắp đặt, tự dịch vụ Thì chúng ta sẽ lãi cao hơn Còn chim ông này thì hãng họ đứng ra họ bảo hành Và tất nhiên là lãi tiền sẽ ít hơn Đó Thế nhưng mà lãi tình cảm thì sẽ nhiều hơn Nghĩa là chúng ta sẽ được lãi khách nhiều hơn Tại sao lại như vậy? Tại vì là bán với một cái thương hiệu máy lọc nước tạo kiềm đứng đầu trên thế giới như Chim Yêu Ở bên Nhật nếu mà em tìm hiểu ấy thì em sẽ thấy là ở bên Nhật thương hiệu Chim Yêu này này Nó chiếm đến 65% thị trường Nhật trong 15 liên tiếp Nghĩa là một thương hiệu rất lớn và được người Nhật người ta tin dùng Trong suốt một quãng thời gian dài Đó với một cái thương hiệu lớn như vậy chúng ta mang về Việt Nam chúng ta bán cho khách hàng của chúng ta Thì chuyện đương nhiên rồi là khách hàng của chúng ta sẽ rất là là thích nó Thích cái sản phẩm mà chúng ta cung cấp đúng không ạ Bên cạnh đó thì khi khách mà mua cái thương hiệu chim yêu này, người ta sẽ được cái dịch vụ bảo hành của chính hãng. Mà dịch vụ bảo hành của Nhật thì em biết rồi đấy, nó có thể gọi là dịch vụ đứng đầu thế giới luôn. Đó. Và khi hãng à khi khách mà dùng một cái sản phẩm tốt kèm theo cái dịch vụ tốt như vậy thì sao? Tất nhiên là khách sẽ giới thiệu khách và chúng ta sẽ ngày một đông khách hơn. Đấy chính là lãi khách đấy, hay là gọi là lãi tình cảm đấy. Chứ còn nếu mà muốn lãi cao thì sẽ không phải là chim yêu này em nhé. Nếu mà chúng ta muốn lãi cao thì chúng ta sẽ lựa chọn bán các thương hiệu khác ví dụ như là Panasonic này hay là Livolac này đấy đặc biệt Livolac là đang ở lãi cao nhất em cứ để ý ở trên thị trường ấy khoảng uh, 10 cửa hàng thì phải có 9 cửa hàng đang bán Livolac đó tại vì sao vì họ bán theo hình thức đa cấp mà lợi nhuận đang rất là tốt bên cạnh đó thì Livolac ngày xưa đấy khi mà mà phân phối 100% theo hình thức đa cấp ấy thì khách hàng phải bỏ ra đâu đấy là khoảng 80 đến 120 triệu để sở hữu một con máy nào nước của Livolac Thế nhưng mà ngày hôm nay khi mà anh em mình bán mà nhập trực tiếp từ nhà máy về để bán cho khách ấy thì giá nó sẽ giảm xuống tương đối là là nhiều. Nên là khi khách mà thấy một cái của hời nghĩa là ngày xưa họ đang phải bỏ ra một cái giá tiền rất là lớn mà ngày hôm nay họ phải bỏ ra một cái giá tiền vừa phải để họ mua. Đấy, thì họ thấy thấy là đang được nhận lại một cái giá trị là giá trị lớn nên là họ rất là thích. Đấy, thế nhưng mà thôi, mình sẽ bán tất cả các thương hiệu để cung cấp cho tất cả các nhu cầu. Nhưng mà để lãi cao thì Chim yêu này không phải là thương hiệu lãi cao đâu, đâu em nhé. Thế nhưng mà thôi nếu mà khách có nhu cầu, một khách cần tư vấn thì em cũng cứ tư vấn cho khách cái thương hiệu Chim yêu này nhá. Tại vì là sao ạ? Là vì là nó sẽ là một cái thương hiệu mà lớn là cái đầu tiên ạ Thứ hai là pháp lý của nó đầy đủ nhất. Nó là một thương hiệu duy nhất nhá. Anh phải nhấn mạnh là duy nhất hàng nội địa của Nhật mà có đại lý phân phối ủy quyền chính hãng tại Việt Nam. Mỗi một con máy này nó sẽ có một cái số series và sẽ được kích hoạt bảo hành online trên hãng khi mà khách hàng mua đó còn trên thị trường cũng sẽ có các cái đơn vị họ cung cấp máy nào nước tạo kiềm này và họ nói là hàng nội địa nhật và được bảo hành chính hãng tại việt nam nhưng mà chưa chắc nó phải đâu thực chất thì người trong ngành mới biết được nghĩa là họ làm om đấy đặt sản xuất mang một cái thương hiệu đấy và sau đó là bán mang tính chất là gì hàng nội địa nhật và họ đứng ra họ bảo hành họ nói là bảo hành chính hãng nhưng mà không phải và thương hiệu chim này có thể nói là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam hiện tại là hàng chính xác là nội địa của Nhật và được phân phối tại Việt Nam pháp lý đầy đủ nhất có đầy đủ tất cả các giấy tờ khi khách hàng mua nó có đầy đủ giấy tờ co cq để chứng minh về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm do hãng họ cung cấp ra bên cạnh đó thì nhập khẩu chính ngạch nên là có thể xuất hóa đơn vat cho khách đó thế nên là khi mà khách hàng mua một cái sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc và chất lượng và là một sản phẩm mà đứng đầu thế giới về máy làm nước tạo kiềm chia sẻ với em nhé, là cái thương hiệu chimio này em phải biết thêm kiến thức để mà 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 tư vấn cho khách. Là cái thương hiệu Chimion này là bắt đầu là họ đã được hình thành cái công ty của họ từ năm 1982. Đấy, nếu anh nhớ không nhầm. Nghĩa là đến năm nay là 45 rồi đấy. 45 lịch sử hình thành và phát triển chỉ chuyên sản xuất máy năng lượng tạo kiềm thôi. Đó. Và Chimion thì đợt này chúng ta nhập về sẽ có đầy đủ các cái model cỏ hạng luôn. Đấy, ví dụ như Chimion Hyper này, Chimion Gray này, hay là Chimion Gracia này, hay là con Chimion Tây 9000 này con ty 9000 này đang được mệnh danh là con máy nồi đồng cối đá bền nhất hàng nội địa nhật luôn đó. người ta bên nhật họ hay dùng vào các cái mục đích ví dụ như là uh, cho các cửa hàng này nghĩa là cái mức độ sử dụng nhiều ấy hay là các cái khu như là cơ quan xí nghiệp hay là các cái phòng tập gym tại vì là nó là một con nồi đồng cối đá và bền nhất trong tất cả các dòng máy nước tạo kiềm hiện tại tuổi thọ tấm điện cực nó lên đến bốn giờ đấy nhìn chung là còn rất nhiều những cái hay nên có điều kiện thì anh sẽ chia sẻ thêm nếu như mà khách mà có những cái thắc mắc gì về máy làm nước tạo kiềm đấy, có các thương hiệu ấy thì em cứ bảo anh, anh sẽ lên các clip để anh chia sẻ đến khách hàng những cái kinh nghiệm về sử dụng máy làm nước tạo kiềm. Thôi bây em đi làm đi nhá, anh xử lý lốt việc tí. Ok anh nhá.